Lâu lắm rồi tôi mới rảnh về thăm mẹ. Công việc ở thành phố bận bịu lắm. Cuối tuần còn phải giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp, nên chẳng mấy khi về quê. Thế nên mỗi khi về quê, mẹ cưng tôi lắm. Chẳng bao giờ phải động tay động chân gì. Suốt ngày chỉ ngồi lướt Facebook. Ăn sáng đi con. Tí con ăn. Ăn đi, mẹ vô phơi đồ đây. Đột nhiên Hà ơi, mẹ về nè. Mọi ký ức ngày xưa chợt ùa về. Hơn ai hết, mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi. Hơn ai hết, mẹ là người cùng tôi vượt qua bao khó khăn, luôn tin tưởng và cổ vũ tôi. Cho dù những điều đó làm cho mẹ hao gầy, mẹ không bao giờ than phiền lấy một lời. Vậy mà tôi chưa bao giờ hỏi thăm mẹ lấy một câu: mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Thời gian trôi qua quá nhanh, những đứa con không kịp nhận ra cha mẹ đã quá già. Và rồi, chúng ta không còn mấy thời gian ở bên cạnh họ nữa. Bạn chỉ có thể đền đáp tình yêu thương của cha mẹ bằng chính sự quan tâm của mình. Hãy cùng Phòng Khám Tổng quát Singapore Việt Nam thể hiện sự quan tâm của bạn dành cho mẹ và những người thân yêu trong gia đình bằng món quà sức khỏe.